Anh Dũng ơi, làm một video liên quan đến từ vựng ăn trộm đi. Ok. Anh có biết trộm cắp nói chung tiếng Nhật là gì không ạ? Từ này từ vựng nó là rất là dễ, mọi người biết rồi. Dorobo. Dorobo, có thể là nhiều người biết rồi. Thế thì trộm mà vào trong cửa hàng để ăn cắp, lấy đồ trong cửa hàng. Lấy đồ trong cửa hàng, trong mini siêu thị thế. Vâng, gọi là gì? À, liên quan đến tiệm ma này. Manbiki. Tiếp theo thế thì anh sẽ đố em một từ khá là khó. Đó là tên gọi là móc túi ở trên tàu điện, trên xe buýt là gì? À, móc túi của đấy hình như là bạn sư đi. Chính xác, sư đi. Còn một từ này rất là khó. Ở xung quanh nhà dân này, người ta hành trèo lá cờ xong rồi có một cái con mắt này. Đấy là xong mình thấy, xong mình đâu ghi ra chữ là gì đó. Kẻ trộm mà hay vào nhà người dân khi mà người ta đi bán á. À, Akisu. Chính xác, Akisu. Cái tổ trống ấy, nhìn chữ Hán cái tổ trống. Nhưng mà cái nhà không có ai không vào lấy đồ đấy. Nhưng mà anh cũng ạ, đấy vẫn là chưa phải trộm nguy hiểm. Có là trộm nguy hiểm, nó là kiểu trộm mà nó dùng vũ lực này, dùng hung khí này, nó đe dọa nó cướp tiền. À, thế là trộm kiểu như cướp rồi, cướp nhà băng thứ rồi. Cái trộm đấy trộm gì anh? Cái gì người chưa dạy? À, gô tô. Chính xác, gô tô, cái loại trộm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà có là trộm nguy hiểm hơn, nguy hiểm nhất. Đó là cướp nội tạng. Nhà, kính thế. Cụ thể là trộm trái tim. Nhà, của anh. Trái tim. Đó là em.